Thông điệp gửi tới các chị em có làn da nám với bộ siêu phẩm kem trị nám Bluetooth White, cam kết làm mờ và giải quyết hoàn toàn tình trạng da nám trên khuôn mặt các bạn. Vậy bạn cũng muốn có làn da trắng sáng và trẻ đẹp đúng không? Nhưng vấn đề ở đây là các bạn đang chọn lựa, đang sử dụng những sản phẩm kem nào để giúp cho làn da các bạn trở nên khỏe hơn đúng không ạ? Các bạn muốn có làn da khỏe thì chúng ta sử dụng bất cứ sản phẩm gì cũng được đúng không ạ? Làm thế nào để phân biệt được làn da nám và làn da khỏe và làn da yếu đúng không ạ? Thì hôm nay Ngọc Anh sẽ chia sẻ cùng với các bạn khi mà các bạn chọn lựa những sản phẩm an toàn cho chính làn da của bạn. Bộ sản phẩm này được đóng gói và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, được phân phối tại hệ thống thẩm mỹ viện Hoa Anh. Về cái quy trình của nó các bạn nhé, cái quy trình để sản xuất ra cái siêu phẩm kem trị nám Bluetooth White này nó gồm 5 tiêu chuẩn nhá, mà Ngọc Anh rất chỉ là ưng ý luôn này. Trong rất nhiều năm vừa qua thì Ngọc Anh cùng với chuyên gia của mình đã nghiên cứu và tìm ra cái bộ sản phẩm này để có thể giải quyết tình trạng da nám của các bạn khi các bạn sử dụng sản phẩm kem lên nó an toàn này. Nó gồm những sản phẩm gì, cái tiêu chuẩn của nó như nào, 5 tiêu chuẩn của nó như nào các bạn nhé. Dây chuyền, thứ nhất là dây chuyền công nghệ Kogea này, thứ hai là quy trình kiểm tra kỹ lưỡng an toàn có sản phẩm này, cái thứ ba là dây chuyền sản xuất tự động nhá ở các sản phẩm này, và đặc biệt là quy trình đóng gói nhá, quy chuẩn không đóng gói cái bộ sản phẩm này cao cấp đó, và cái kem này phù hợp với làn da của người Việt đúng không ạ? Cái kem phù hợp với làn da Việt là cái ưu điểm thứ năm của cái bộ sản phẩm này. Rất nhiều khách hàng đã mua rất nhiều những cái sản phẩm trên thị trường về chúng ta xài, nhưng mà các bạn không biết được da của các bạn phù hợp với sản phẩm nào đúng không ạ? Thì cái bộ sản phẩm Bluetooth White này nó sẽ giải quyết được hoàn toàn tình trạng da của các bạn bị sạm nám này, bị đốm nâu này, bị tàn nhang này, nó sẽ làm mờ đi các bạn nhé, nó sẽ làm mờ đi từ từ khi các bạn thấy được. Và điều khác biệt hoàn toàn với cái bộ sản phẩm này là nó gồm 3 sản phẩm: một hũ kem trị nám ban ngày có thành phần chống nắng bảo vệ da, một hũ kem trị nám ban đêm có thành phần dưỡng da chuyên sâu, và đặc biệt là có một hộp serum các bạn nhé, serum phục hồi da. Thế đây sản phẩm này nó khác biệt hoàn toàn, serum phục hồi da nó khác biệt hoàn toàn với serum làm sáng da các bạn nhé, phục hồi để cho làn da các bạn trở nên khỏe lên. Hầu hết thì làn da của các bạn tại thị trường Việt Nam nhé, tại Việt Nam thì da các bạn hay bị sạm này, hay bị nám này, và các bạn hay bị nhạy cảm, mà đặc biệt là 80% các bạn nhé, 80% là da của khách hàng tại Việt Nam ấy các bạn hay bị tình trạng có thể bị nhiễm quặc này, thì cái sản phẩm serum phục hồi nó sẽ giải quyết được vấn đề là da bị nhiễm quặc, loại bỏ được vấn đề là quặc trên da, và nó phục hồi và làm khỏe làn da các bạn. Thế đây là một trong những bộ sản phẩm mà Ngọc Anh mong muốn để có thể giúp cho tất cả các bạn hiểu hơn nữa là sử dụng những sản phẩm đó an toàn như thế nào đúng không ạ? Các bạn đều mong muốn là sử dụng những sản phẩm an toàn, nhưng mà cái đầu tiên thì Ngọc Anh muốn chia sẻ với các bạn, trước khi chúng ta sử dụng những sản phẩm này hoặc tất cả những sản phẩm khác trên thị trường, nó đều có tính năng, đều có công dụng tốt, nhưng mà các bạn phải tìm hiểu cái sản phẩm đó có cái công dụng này, có cái tính năng mà có cái lợi ích gì giúp cho da các bạn trở nên trắng sáng và khỏe hơn. Cái làn da mà Ngọc Anh muốn chăm sóc với các bạn là làn da khỏe. Khi chúng ta có làn da khỏe thì chúng ta sử dụng bất cứ sản phẩm gì cũng được hết đúng không ạ? Các bạn hãy chọn lựa những sản phẩm nào an toàn nhất nhé, có thể giúp cho làn da các bạn trở nên chiều khỏe hơn đúng không ạ? Có rất nhiều sản phẩm trên thị trường, nhưng mà trước tiên chúng ta muốn sử dụng những sản phẩm này thì các bạn phải xem da của mình nhá, phải soi da tư vấn để xem da các bạn thuộc một tip da nào đúng không ạ? Có rất nhiều loại da nhá, có da mẫn cảm này, da khô này, da thường này, da mụn này, có rất nhiều loại da, nhưng mà cái quan trọng cái sản phẩm này nó có phù hợp nhá, nó có cái công dụng nó như nào, nó phù hợp với làn da các bạn khi các bạn xài lên, nó không bị lăn tăn này, nó không bị châm chích, nó không bị khó chịu đúng không? Khi các bạn xài những sản phẩm lên da mà nó bị lăn tăn, châm chích, khó chịu, đó là tình trạng da các bạn bị nhiễm quặc, đó là điều duy nhất mà các bạn thấy được, da nhiễm quặc, và rất nhiều khách hàng đã sử dụng sản phẩm đó, nó làm da của các bạn trở nên nổi những cái mao mạch nổi trên da đúng không? Thì lúc đó các bạn phải sử dụng kem serum phục hồi. Thì trong cái bộ ba sản phẩm này, trong bộ ba siêu phẩm này nó có một cái kem serum phục hồi, nó sẽ giải quyết được hoàn toàn cái làn da các bạn khi nó phục hồi mà làm khỏe da các bạn đi đúng không ạ? Thì đây nó khác biệt hoàn toàn sản phẩm đó. Trong rất nhiều năm vừa qua thì tìm ra những cái bộ sản phẩm, thứ nhất là về giá cả hợp lý này, thứ hai nữa là phù hợp với chính cái làn da các bạn, thì Ngọc Anh muốn là có thể cung cấp cái sản phẩm này giải quyết được vấn đề da các bạn nhé. Nếu như các bạn chưa đặt hàng các bạn nhá, nếu như các bạn chưa đặt hàng thì hãy inbox và đặt hàng ngay ngày hôm nay các bạn nhá. Hãy inbox và đặt hàng ngay ngày hôm nay. Các bạn có thể để là số điện thoại dưới ô chat này nhá, để bộ phận nhân viên mình sẽ list lại và tôi sẽ tư vấn cho các bạn hiểu hơn nữa. Hoặc là các bạn có thể chuyển khoản nhá, chuyển khoản đặt hàng ngay trong ngày hôm nay để mua ngay cái bộ sản phẩm này nhá. Trong cái video ngày hôm nay thì ngoài sẽ giảm giá trực tiếp 50% các bạn nhá, để có thể hỗ trợ các bạn nhá, để có thể thay đổi được hoàn toàn cái suy nghĩ các bạn này, giảm giá được 50% cho cái bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm này hiện tại giá của nó đang là một hũ kem này giá của nó đang là 1.500.000 cho một sản phẩm. Mình sẽ giảm giá 50% trong cái video ngày hôm nay nha, 50% trong video ngày hôm nay để các bạn được có cơ hội nhận được những sản phẩm này, xài cho làn da các bạn trở nên an toàn và giúp cho làn da các bạn trở nên trắng sáng hơn đúng không ạ? Các bạn hãy đặt hàng ngay trong ngày hôm nay, hãy inbox và để số điện thoại dưới cái live stream ngày hôm nay nha, hoặc là các bạn có thể chuyển khoản nha, chuyển khoản dưới cái đường link ngày hôm nay và dưới số và số tài khoản của Ngọc Anh để các bạn có thể nhận ngay cái bộ sản phẩm tuyệt vời này để giúp làn da các bạn nha trở nên trắng sáng và đẹp hơn. Điều tuyệt vời nữa là khi các bạn mua sản phẩm ngay trong ngày hôm nay, các bạn sẽ được tặng ngay một cái voucher chăm sóc nha, chăm sóc và cấp ẩm cho da. Khi mà chúng ta da chúng ta sử dụng kem này, da chúng ta xài cái kem này chẳng hạn đấy, thì các bạn phải sử dụng một sản phẩm liệu trình, đó là liệu trình phục hồi da giúp cho làn da các bạn trở nên khỏe hơn. Các bạn được tặng ngay một cái voucher nha, cái voucher chăm sóc da trị giá 500k.
hãy inbox đặt hàng ngay trong ngày hôm nay nhá. Để xem tất cả những video hay tiếp theo thì mời các bạn hãy tham gia subscribe, đăng ký và kênh YouTube này, bật bếp của hệ thống thẩm mỹ Viên Oanh. Nhớ là bấm vào nút chuông mở màu đen các bạn nhé, để các bạn được xem tất cả những kênh YouTube của thẩm mỹ Viên Oanh, để chia sẻ các bạn về những cái bài viết hay những cái video để các bạn hiểu hơn nữa về cách chăm sóc da tại nhà như nào, đúng không ạ? Đây là quy trình của bộ sản phẩm này, thì mong muốn có thể giúp cho khách hàng trở nên trẻ đẹp hơn này, hạnh phúc hơn khi chúng ta chọn lựa đúng sản phẩm kem, giúp cho làn da các bạn trở nên trắng sáng hơn.